Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng có nhiều anh em comment cũng như là nhắn tin hỏi mình là cách phòng bệnh và chữa bệnh cho cá bể màu như thế nào. Hôm nay trời đang mưa nè anh em. Hôm trước thì mình có quay cho anh em xem một cái đàn chống corid ơ ha. Nó bị bệnh lờ đờ và mình đã chữa khỏi ha anh em. Đó, đến này rất là khỏe luôn ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên này ha. Mình bắt cá, mình bỏ vô cái keo xô, mình ngồi nói chuyện cho nó dễ ha anh em. Vừa nói chuyện vừa ngắm cá luôn ha. Này, bắt con rết đi. Mình bắt mấy con trống này lại ha. Giờ mình sẽ nói đến những cái nguyên nhân mà nó khiến cho cá bể màu của chúng ta bị bệnh ha. Để cho anh em phòng được cái bệnh của nó. Và mình ưu tiên là phòng bệnh hơn chữa bệnh ha anh em. Khi mà chữa bệnh rồi thì mình thấy nó rất là khó luôn ha. Rồi ok, mình đã bắt cái đàn phun rét của mình lên xong rồi ha anh em. Để mình cho nó ăn tí. Rồi giờ mình sẽ nói đến những cái nguyên nhân mà nó khiến cá của chúng ta bị bệnh ha. Cái nguyên nhân thứ nhất á, là do hồ của chúng ta nó quá dơ, lâu ngày không có được vệ sinh ha anh em. Thì những cái phân cặn nè, rồi nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con cá ha. Và cái nguyên nhân thứ hai á, là chúng ta cho cá nó ăn quá nhiều. Khi cá nó ăn không hết á, những cái thức ăn thừa đó nó phân hủy trong nước thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con cá ha. Và cái nguyên nhân thứ ba á, là cái này rất là nhiều người gặp nè, là khi mà chúng ta mua cá mới về á, chúng ta thùng nước không có kỹ, chúng ta mua về chúng ta thả nó ra liền á, thì nó sẽ rất là dễ bị mắc những cái bệnh về sau này ha anh em. Chỉ cần con cá nó bị stress, nó lạ môi trường thôi là nó sẽ xảy ra những cái bệnh nấm túm lắc đó. Nên là anh em thả cá kỹ chút nha. Rồi cái nguyên nhân thứ tư á, là do cái thời tiết nó thay đổi, đang nắng gắt bỗng mưa dông rồi xong nó lạnh á anh em, đang nắng nóng mà chuyển qua lạnh nữa thì nó sẽ có dấu hiệu lờ đờ ha anh em. Đó, đây là những cái nguyên nhân mà mình thấy cá nó dễ mắc phải nhất ha. Còn các bệnh mà nó thường gặp á, thì chỉ có là nấm, túm lắc, ba cái này là nó bị nhiều nhất ha anh em. Và nói chung là chỉ cần bị nấm thôi là nó sẽ xuất hiện thêm cái bệnh túm và lắc nữa. Nấm là giai đoạn đầu ha. Và nếu mà chúng ta không có chữa nấm kịp thời á thì nó sẽ bị ra túm và lắc luôn. Rồi nếu mà cá nó bị lờ đờ á anh em, cá nó bị lờ đờ á, thì chúng ta nên bỏ muối với lại dùng muối hột nè. Đó, nên dùng cái muối hột này ha. Dùng cái muối hột này với lại cái super one này để mà dưỡng cá nha anh em. Đó, nó lờ đờ thì chúng ta dưỡng bằng hai cái này. Rồi nếu mà cá nó bị nấm á, nó bị nấm thì chúng ta sẽ dùng cái bio canop số 2 này nha anh em. Đó, cái này của Thái ha. Cái này một giọt là nhỏ cho 15 lít nước. Mà anh em hãy nhìn vào cái tình trạng sức khỏe của con cá thì mới dùng thuốc ha. Chứ không phải cá nào chúng ta cũng nhỏ một giọt 15 lít nước hết. Ví dụ như con cá nó mới chấm bệnh á, thì chúng ta có thể là sử dụng một giọt cho 15 lít nước được. Nếu mà con cá nó bị nấm mà nó nặng không rồi anh em, nó yếu rồi, thì chúng ta phải dùng ít thuốc hơn ha. Nó dùng ít thuốc hơn để cho nó không có bị sốc thuốc nha anh em. Thì cái tình trạng này mình cũng đã từng bị gặp rồi, mình gặp rồi mà mình đã bị chết cá rồi, nên là mình chia sẻ cho anh em ha. Hãy dùng thuốc theo cái tình trạng sức khỏe của con cá. Rồi nếu mà bị tấm á, thì chúng ta sẽ dùng cái bình anti bio này nha anh em. Đó, anh em đọc nè,
Cái này là 1ml cho 15 đến 20 lít nước ha anh em. Anh em cũng hãy nhìn vào cái tình trạng sức khỏe của con cá mà đánh thuốc nha, chứ không phải là đánh bừa được. Cá yếu thì chúng ta phải hạ cái lượng thuốc lại nha anh em. Rồi để mà phòng được những cái bệnh mà nấm tấm lắc anh em thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh hồ cá nha. Đó, thường xuyên vệ sinh hồ cá và điều tiết cái việc mà mình cho ăn anh em. Mình cho ăn nó sao nó vừa đủ nha, chứ mình đừng có cho nó ăn nhiều, ăn dư thì nó cũng bị nấm. Mà ăn no quá thì cá nó cũng là đờ nha anh em, ăn no quá cũng là đờ luôn, mà ăn dư thì nó sẽ bị bệnh đó, nên là hãy cho ăn kỹ một xíu. Rồi khi mà chúng ta mua cá mới về thì nên thả cẩn thận nha. Mình đổ cá ra một cái ca, một cái thau gì đó, xong rồi mình múc cái nước của nhà mình á, mình chăm vô từ từ. Mình chăm cỡ 1 đến 2 ngày thì mình mới thả nó qua cái nước đó, và cái hồ của nhà mình nha. Còn về cái thời tiết thay đổi á, nếu mà anh em nuôi cá ngoài trời á, thì mình khuyên là nên lấy cái nắp thùng xốp che lên trên cái thành hồ ha anh em. Trời nắng thì chúng ta có thể là che 1/2 hồ để cho nó có bóng mát và nó vừa có ánh nắng nữa ha. Như vậy sẽ rất là tốt cho cá luôn. Và nếu mà trời mưa thì mình khuyên anh em là nên che lại hết kín cái hồ luôn nha anh em. Khi nào mà hết mưa thì mình mới mở ra lại. Tại vì là nếu mà cái hồ cá của chúng ta gặp nước mưa anh em thì nó sẽ rất là nguy hiểm nha. Có nhiều anh em nghĩ cá tôi nuôi ngoài trời, ngoài mưa nắng kệ nó có sao đâu. Thì đó là đối với những dòng cá nó dễ nuôi ha anh em. Ví dụ như những dòng mà phun red hay là những dòng mắt đỏ rồi nè, mình thấy nếu mà nuôi ngoài trời nguy hiểm lắm anh em. Đó, và khi nước mưa nó xuống anh em, nước mưa nó xuống thì nước mưa nó có tính axit, nó nhỏ vào trong cái hồ của chúng ta và nó sẽ làm hại cái pH hồ của chúng ta ha. Và cái thứ hai đó là nước mưa nó rất là lạnh, nó chảy vào hồ mình á thì nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ nữa. Đó, khi mà bị mưa là nó sẽ bị sốc pH nè, rồi còn bị sốc nhiệt độ nữa, như vậy rất là nguy hiểm luôn ha. Nên anh em hãy chú ý kỹ cái điều này. Rồi khi mà cá nó có dấu hiệu bị lòi đờ á anh em thì mình khuyên anh em á là nên hạ nước xuống ha, và chúng ta hút sạch những cái cặn ở trong hồ đi. Đó, hạ nước xuống và nhỏ thêm super one với lại muối hộp vô nha. Đó, super one với lại muối hộp để mà mình ngừa cái bệnh cho con cá. Cái việc này rất là quan trọng ha. Cái ngừa bệnh nó rất là dễ, nhưng mà đối với khi mà chữa bệnh ra thì tỷ lệ chữa bệnh nó sẽ khó nha anh em. Con nào khỏe thì nó sẽ vượt qua được, còn con nào yếu thì nó gặp thuốc nữa là nó dễ đi lắm luôn á. Đó, nên là anh em cẩn thận nha. Hạ nước xuống, dùng Super One với lại muối hồ, và chúng ta cho nó ăn vừa đủ thôi. Nếu mà cái hồ nào cảm thấy nó yếu ăn quá, nó ăn yếu quá thì chúng ta ngưng cho nó ăn một bữa cũng được ha anh em. Không có sao hết, cũng không sợ cá bị ốm ha. Đó, nếu mà cá nó lòi đờ mà nó bị ăn nhiều nữa, và hạn chế ăn trùng nha anh em. Cá nó lòi đờ mà ăn trùng là rồi dễ bị bệnh lắm luôn đó. Còn gì nữa ta? Rồi ok, mình thấy cá bảy màu của chúng ta nó hay bị mắc phải những cái bệnh như mình nói ở trên ha. Và mình cũng đã nói ra được những cái cách khắc phục cũng như là phòng bệnh và chữa bệnh. Đó, và mình chúc anh em là nuôi cá nó khỏe mạnh ha. Chỉ có khỏe nó mới đẹp thôi. Cá mà nó bị bệnh anh em nhịn cá nó chán lắm ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Bye bye, xin hẹn gặp lại anh em.